Thân thương chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh 10 Khó TV. Và hôm nay mình đi trên đường Ngô Quyền, mình sẽ giới thiệu các bạn một nhân vật rất là đặc biệt. Một tay đua xe máy lừng danh có tên là Mã Kim So. Hiện nay là chú So đang mở tiệm sửa xe trên đường Ngô Quyền. Và sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chú. Năm em làm thì chú mới chơi là lúc chú chơi tới giờ là năm 8 mấy, 89 là tổ chức chú đua Phú Thọ, là chú có đua đó. Dạ. Trước năm 75 thì chú còn nhỏ. Dạ. Cũng đó chưa có cái đó mấy đàn anh chơi không à. Là sau năm 1975 thì chú mới bắt đầu đua xe đúng không chú? Dạ. Học nghề đua xe. Dạ. Học nghề đua Phú Thọ nè. Năm 89 là nhà nước tổ chức có Phú Thọ đó. Dạ. Vô đăng ký đua, lúc nhỏ đã có đam mê từ lúc nhỏ rồi, lúc 9-10 tuổi đi học nghề là đam mê rồi. Mình đam mê mình mới chơi được cái môn đua xe này, môn tốc độ mà. Cho nên làm lúc đó cũng 17-18, 9 tuổi rồi mới Phú Thọ tổ chức vô đăng ký đua. Dạ. Đua lúc đó được thì được giải áo quân. Dạ. Chú nhớ lúc đó thì chú có chạy chiếc xe gì không chú? 67. À, xe Honda 67. Dạ. Cái giải năm đó là có nhiều người tham dự không chú hả? Có nhiều người. Đặng Văn Quý rồi. Với mấy cái tay khác rồi. Mình chỉ, tại vì lúc đó là ông Quý không lấy nhất. Chú lấy nhì cho nên mới nhớ ông Quý rồi mấy người khác mà cũng nhiều. Lúc đó tới mấy chục người lận. Mà mình cũng đâu có nhớ hết, tại cái top nó nhỏ với nó không có thành tích nhiều cho nên mình đâu có nhớ được. Dạ. Mấy người có thành tích mình nhớ chứ. Chú có nhớ cái thể cái đường đua lúc đó như thế nào và cái thể lệ cuộc thi như thế nào không? Và chú có thể chia sẻ cái kỹ năng mà chú lái xe mà đạt được giải Á quân không chứ? Cái đường đua Phú Thọ là đường đất đỏ. Dạ, đất đỏ. Rồi cái thể hệ đua của nó thì nó chạy vòng loại rồi bán kết 1, bán kết 2 mới vô chứ tới chung kết. Thì một đợt giải nó thì 8 người nhưng lấy 4. Loại 4 lấy 4. Rồi tới vô bán kết 1 cũng 8, loại 4 lấy 4. Rồi mới vô chung kết là tất nhiên còn 8 người á. Là chạy nhất nhì ba tư thôi chứ còn mấy cái hạng kia là không có tính. Thì lấy nhất nhì ba tư. Kỹ năng mà chú học được á, cũng như các chiếc xe mình có nâng cấp gì không chú? Cũng có nâng cấp hơi chứ, thì cái thời đó thì nói chung lại mình làm chưa có đôn dên. Năm 89 này chưa, sau này nó mới có đôn lên, từ năm 90 trở lên mới có đôn dên. Đó cho nên mình cũng nâng cấp bích tông lòng đồ bự, rồi bình xăng con bự rồi vậy thôi, mấy cây cam rồi vậy thôi. Còn dên thì chưa có đô. Dạ. Chỉ nâng cấp vậy thôi. Dạ. Chú chia sẻ con cái kỹ năng đó chú. Cái kỹ năng mà chú cởi chiếc 67 mà chú điều khiển như thế nào? Đó thì cái bản năng của một con người nó chạy nó có bản năng của nó. Thí dụ như bây giờ mình liều mạng hay là mình xe mạnh, mình liều một chút thì nó có thể nó được cái thành tích cao. Dạ. Giữa có kiểu là cái máu đam mê trong mình trỗi dậy hơn chứ. Máu đam mê là tất nhiên rồi. Dạ. Một cái thằng thợ sửa xe thằng nào nó cũng có cái máu đam mê đó. Cho nên nó mới mình đam mê đương nhiên mình phải có cái thành tích rồi. Chứ còn mà ví dụ như một người đó không đam mê thì mình kiếm vô đua nó đâu có đua chi. Có đam mê nó mới có thành công. Cái diện gì bất cứ gì có đam mê nó mới có thành công được. Thì hồi đó là chú đã bắt đầu sửa xe gì chưa chú? Có thợ sửa xe rồi. Chú lúc đó là một thợ sửa xe. Sửa xe rồi. Dạ. Hồi đó là mình có tiệm luôn hay là mình đi làm mướn có như người ta? Có tiệm luôn. Tiệm làm ở Nguyễn Chí Thanh đây nè. Thì năm 89 mới bắt đầu tổ chức giải đua. Năm dạ. 89 lúc đó chú làm học nghề là năm 9-10 tuổi học nghề rồi. Cái giải đua từ đó nó diễn ra thường xuyên không và đến khi nào vào đó chú? Thường xuyên luôn. 89 rồi 90. 90 thì cái bên sở nó tổ chức đua từ ở miền Trung rồi Quảng Ngãi, Tuy Hòa rồi
Quy Nhơn rồi Đà Nẵng rồi Nha Trang rồi đó, là năm 90 đi đua đợt rồi về đầu, tại vì đua được rồi bắt đầu đua hoài, đua hoài bắt đầu mấy cái hãng nhớt hay là hãng xe rồi nó vô nó mới bỏ tiền tài trợ cho mấy cuộc đua rồi đó. Yeah. Thì bắt đầu là có tới bây giờ luôn á. Chú có nhớ hết cái những nơi mà mình đã đi đua xe không chú? Chú nhớ là tỉnh nào không? Có chứ. Cần Thơ. Thành phố Đồng Nai, Nha Trang, Đà Nẵng, Hải Phòng. Dạ. Yeah. Tuy Hòa rồi Quảng Ngãi. Mấy cái sân á gì đó cứ Cần Thơ vậy vòng vòng cứ đua hoài. Dạ. Để nhà nước tổ chức ở đâu thì mình đua ở đó. Thì trong những cuộc thi đó thì chú đạt được bao nhiêu giải cao chứ? Chú kể ra những giải cao thì nhiều lắm rồi, không có nhớ nổi. Nhiều lắm à? Giải nhất nhiều lắm. Dạ. Không có nhớ hết. Dạ. Nhiều khi một năm tổ chức bao nhiêu đợt, ví dụ như cách cho nó làm 5 đợt, đâu phải cách cho anh không đâu, nhiều khi còn Yamaha, BB đó, rồi sở thể dục thể thao nó tổ chức riêng nữa, nó có nhiều đợt mình sao mình nhớ nổi được. Một năm nhiều khi nó chạy nhiều đợt lắm, giải này giải kia, giải này giải kia chứ không phải là một giải không. Dạ. Nói chung là chú cũng đi thi đấu là coi như là trải dọc đất nước Việt Nam luôn đó. Và chiến thắng không biết bao nhiêu giải. Nhiều giải lắm rồi, đâu có nhớ hết nổi. Hồi đó là chú có nhớ là những chiếc xe mà tham dự á, là chung một hãng, phải chung một cái phân khối hả? Chung một phân khối. Chung phân khối. Chung phân khối. Ví dụ như bây giờ mình đua xung xì bó vậy, bây giờ 32 thằng loại 16 thằng, 16 người vô thì 16 chiếc xe đó phải gỡ cái đầu kiểm tra lồng đàng hoàng rồi mới gáp vô mới chạy tới cái lăng kết 1 kiểm tra có đông gen được không á. Mình tính phân khối mà. Dạ. Để giao 125 là phải đúng đường chạy và bê tông đúng 125 rồi. Kiểm tra nó cũng nghiêm ngặt chứ. Có chứ, có ban tổ chức kiểm tra đàng hoàng chứ. Chắc cái thời điểm đó là Sushibo là một chiếc xe máy là đỉnh của đỉnh đúng không chú? Đỉnh không? Năm 97 á. Dạ. Năm 97 là đua Sushibo không à, 97 hết đua rồi. Thì chú khi đó chú có sắm được một cái chiếc Sushibo không? Sushibo thì nhiều, bán hết rồi đâu á. Dạ. Đó chạy là chạy cho nhớ cách cho anh. Dạ. Xe thì xe mình, nhưng mà nhớ hãng nhớt nó tài trợ. Dạ. Thì một năm nó tài trợ 5 đợt cái đó. Đua hết một năm đó mình ký hợp đồng tiếp. Ví dụ nó có tổ chức ở đâu mình ký hợp đồng nữa. À, chú chinh chiến nhiều nơi. Dạ. Ủa chú mà đến năm mấy là cái giải đua xe này nó ngừng tổ chức chú? Đâu có, tới giờ cũng đâu có ngưng, tại vì mình lớn tuổi mình nghỉ thôi chứ nó đâu có ngưng. Dạ, bây giờ vẫn tiếp tục tổ chức. Vẫn còn dạ. Đua Cần Thơ rồi Đại Nam rồi Đồng Tháp rồi, nó mới đua Đồng Tháp đó, rồi An Giang. Dạ. Rồi Đà Nẵng rồi nó cũng chạy mấy cái hãng tổ chức đó. Thì sau này chú lớn tuổi rồi chú mới giải nghề hả? Ừ. Năm 2001 nghỉ, năm 2001. Chú có nhớ cuộc đua nào mà mình nhớ nhất không? Có nhiều kỷ niệm nhất không? Thì đua lượt đầu tiên mà đua mà có cái mấy cái hãng nước ngoài nó tài trợ là đua Phú Thọ rồi. Dạ. Là năm 95 á, là Yamaha với nhớt BB nó tài trợ á. Là đó, năm đó là chú lấy giải nhất, lãnh chiếc xe Yamaha. Dạ. Năm 95 ở Phú Thọ, cái năm đó là chạy đẹp nhất. Xe hồi xưa với xe bây giờ thì cái độ bền của xe hồi xưa thì nó bền hơn, nhưng nói về tốc độ thì không bao giờ bằng bây giờ, tại vì bây giờ nó xài bằng điện tử không à, nó tốc độ nó rất là ghê. Yeah.
Chứ có khi nào mà đang đua mà chú có xảy ra sự cố gì không? Chưa. Cũng có nha, có té rồi có lúc bê, có đặt xe rồi cũng có nha. Đâu phải không có đua xe mà đâu bây giờ mình tự tin một phần, nhưng mà nhiều khi xe cộ rồi nó một phần nữa. Rồi có lần nào mà mình bị thương gì không chú? Có chứ, có nhiều khi chạy có bị một lần ở Cần Thơ bị bể này với tét môi à. Hồi đó là chú tham gia đua xe thì gia đình rồi có ai ủng hộ không? Coi như bạn bè anh em nó phái ủng hộ, tại vì mình chạy hay chạy đẹp là nó ủng hộ mình hết á. Dạ. Hết mình. Thực sự là chú trong các đường đua là chú cũng danh tiếng đó. Thế cho là cuộc đua nào mà có có chú tham dự là mấy tay đua khác là ớn liền đúng không? Đương nhiên rồi. Dạ, ớn liền. Có nghe tên là mà nó cũng hơi nể rồi. Dạ. Ví dụ bắt chúng cái bản của mình nó cũng ớn. Dạ. Ở đó rồi. Bản này có một cái tay đua rất là kinh khủng. Mình cũng có một cái đối thủ rất là mạnh đó. Dạ. Nhưng mà tâm lý mà nó cũng ai ngại chứ hả? Tự nhiên tâm lý đua xe nó không phải tâm lý lắm nha. Vô cái bản nào nhẹ nhẹ nó có thể vô được. Ví dụ bản nào nặng thì nó nhiều khi nó sợ, nó có. Chú sửa chú đua xe như vậy, chú thấy cái điểm thú vị ở chỗ nào chú? Nghĩa là mình đua mình thấy thú vị. Thú vị nhất là cái đường đua là mình chạy được. Thứ nhì là xe mạnh đó. Thứ ba là mình tự tin. Tự tin cho nên mình cảm thấy là chắc chắn là phải có giải. Dạ. Nhưng mà nhất thì dù mà đua mình đâu có chắc chắn là mình phải nhất, nhưng mà mình chắc chắn là phải vô chung kết đó, là mình tự tin là như vậy. Rồi đến như đến năm mấy là chú ngừng đua? Năm 2001 á. Năm 2001 lấy vô địch ở Cần Thơ cái nghỉ. Hồi chú nghĩ thì có ai khuyên chú rồi nói một có một cái tài năng như vậy mà sao mà nghĩ vậy không chú? Cũng có, nhưng mà cái là mình cảm thấy mình chạy cũng cảm thấy là cũng còn được, nhưng mà mình cảm thấy là tốp trẻ nó lên nhiều rồi thì mình cũng phải để là cho nó chơi. Dạ. Ví dụ như mình chạy hoài thì chắc chắn là vô mình sao bằng trẻ được. Trẻ thì nó phải lẹ làng hơn mấy thằng già rồi. Dạ. Mình chạy, ví dụ mình chạy hoài bị lội hoài, dòng lội bị lội, dòng lội bị lội, mất tiếng. Dạ. Tới cho một nên mình tới một cái đỉnh đó mình phải nghỉ. Dạ. Đó, cho nên mình vẫn còn đi hoài. Chứ mình đợi mà mình vô dòng lội mà bị lội, vô dòng lội bị lội thì tất nhiên là khán giả người ta thấy người ta cũng nản. Tại vì ta hiện thích mình gì mà vô chạy cái mình lội, vô chạy mình lội, người ta từ từ người ta quên lãng mình luôn. Dạ đúng rồi. Cho nên từ mình đang đỉnh cao mình phải nghỉ. Tới một cái đỉnh cao mình thấy đủ vừa rồi chứ hả? Đủ vừa với cái niềm đam mê của mình đúng không? Mình nghĩ. Dạ. Chứ mình chạy hoài chắc chắn cho chạy là trẻ. Bất cứ cái môn thể thao nào nó cũng như vậy hết. Chứ không phải riêng là đua xe. Đá banh bất cứ cái môn nào tới cái đỉnh đó là phải dừng. Dạ. Chứ mình đá hoài chứ chú có nhớ cái giải thưởng hồi xưa nó giá trị như thế nào không? Có gì có thưởng gì cao không? Có chạy cho cách tròn thì giải thưởng cao. Dạ. Tại vì giải nhất cách tròn thưởng riêng thằng giải nhất là 20 triệu. 20 triệu. 20 triệu còn tiền ban tổ chức nữa. Còn ban tổ chức cũng nhiều, bữa nay nếu mà tính tiền thì nó không ấy, nhưng mà tính vàng thì cũng nhiều. Ủa, vàng nhiều lắm á, 20 triệu đó là mấy cây vàng á? Hơn chứ, mười mấy cây á. Mười mấy cây á. Mà để mà đạt được cái giải đó thì không phải đơn giản đâu chú hả? Đúng không? Thì năm 95 chú lấy 5 cây nhất luôn á. 5 cây nhất là được 100 triệu á. Nhưng mà cũng chia anh em trong đồng đội chứ mình đâu có lấy hết. Dạ. Tại trong đội nó có 4 thằng. Ồ, hồi đó là tiền là phủ phê chứ hả? Ban tổ chức giải nhất thì thưởng chắc 10 triệu nữa. Dạ.
năm 95 mà thưởng mấy chục triệu như vậy rất là lớn. Lúc lấy năm thứ nhất là năm 97 là chạy su sushi bar, còn năm 95 là chạy 67. Hồi đó là mấy chiếc xe mà huyền thoại mà chú đua như vậy thì chú có giữ tới bây giờ không chú? Không có bán đó. Mình không giữ lại một cái kỷ niệm hả? Không có giữ gì hết. Dạ. Nhưng mấy cái giải thì chú còn giữ đúng không? Còn mấy cái cấp vô địch đó. Cấp có cái hư cái còn. Dạ. Dưới rồi mà năm chín mấy mà chưa có tụi nước ngoài qua thì treo cờ, mấy cái cờ giống như cờ mà thể thao rồi nó đỏ đỏ rồi nó nhọn giống có cờ đó thôi. Còn sau này có nước ngoài qua thì nó giải nó cho cúp. Dạ. Xưa chú có nào mà tranh tài với những tay đua ở nước ngoài không chú? Có qua Mã Lai á. Rồi chú đua nước ngoài luôn. Qua Mã Lai tập huấn ở bển. Dạ. Thì năm 97 thì trong hợp đồng cách cho nó nói nhất 3 đợt liền thì có đi nước ngoài. Cho đi nước ngoài, một là Nhật Bản, hai là Mã Lai. Thì chú chọn mình Mã Lai. Tại qua Nhật Bản mình chạy mình trong sân thôi. Còn qua Mã Lai là chạy chung với tụi nó. Hồi đó là chú qua đó là được giải không? Không, chỉ tập huấn chạy với tụi nó thôi chứ không có đua. Tại vì cái cuộc đua của người ta một năm lần mà người ta tính điểm một năm mình đâu có lòn vô được. Cho nên mình giật chung với tụi nó thôi. Có nào mấy thằng nước ngoài nó qua mình nó đua chung với mình không? Có, vì đó năm 95 nó có qua Phú Thọ. Dạ. Mà nó giật cái chạy không lại ở đây, nó không chạy. Hờ. Nó qua 4-5 thằng vậy đó. Nhưng mà xác định thua là không chạy. Nó qua nó chạy không lại Việt Nam, nó không có chạy nữa, từ Mã Lai á. Chúng là nhớ là mấy những cái kỷ niệm đó mình thấy rất là tự hào thờ luôn chứ. Dạ. Thì lúc mà chú đi qua bển gặp mấy đó. Gặp cũng mình đâu biết nói tiếng nữa đâu. Bắt tay rồi vậy thôi. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng những cái cúp. Những cái cúp mà khi xưa chú Mạc Kim So đã giành được nha các bạn. Wow, chú đang lái cái cấp xuống này các bạn. Mấy cái cấp chú giữ còn rất là mới luôn. Đây các bạn, đây là một chiếc cấp đua xe gắn máy cấp vô địch Carton năm 1995. Ồ, cái cấp rất là giá trị các bạn. Đó là các bạn coi nè. Dạ, hai cái thôi chứ. Cái cấp lưu niệm. Dạ, cấp lưu niệm. Còn đây là một cấp lưu niệm các bạn. Vận động viên chuyên nghiệp Mã Kim So đã đạt được nhiều thành tích trong làng đua xe mô tô thể thao Việt Nam. Giả từ đường đua ở An Giang ngày 28 tháng 2 năm 2015. Ủa chú, là sau cuộc đua này là chú giải nghệ luôn đó hả? Đâu, nghĩ 201 nhưng mà khi mà nó trao cái cúp mà giải nghệ là 2000 mấy đó. Dạ. Cái cúp giải nghệ là 2015. Dạ. Nghĩ trước. Trước khi nó trao này. Dạ. Ủa, còn đây là chiếc cúp vô địch nha các bạn. Cúp này chú vượt qua cũng mấy trăm người đó hả? Mới được đúng không? Dạ. Rất là giá trị các bạn. Nhưng mà là để có đạt được chiếc cúp này thì chú phải thể hiện tài năng nè, bản lĩnh nè, với lại một niềm đam mê mãnh liệt thì chú mới giành chiến thắng và để có được những chiếc cúp như thế này. Và các bạn ơi, đây chính là chiếc xe Dream của chú Mã Kim So. Đây nè, chú có một chiếc xe rất là độc nha, biển số tứ quý 8 luôn các bạn. Các bạn coi nè, đây là chiếc Dream Thái mà chú Mã Kim So đang đi nha. Có biển số 61F5-8888. Đây là một chiếc xe rất là quý nha, Dream Thái. Dream Thái bây giờ đã hết sản xuất rồi. Nhưng mà có đặc biệt là
cái biển số Tứ Quý 8. Chú Mật Game Show cho biết thì trong cái thời gian chú đua xe và giải nghệ thì có một người hâm mộ chú và đến tặng cho chú một chiếc xe Dream này, rất là ngon các bạn. Số này mình nói bây giờ là rất là hiếm á. Biển số này giờ nó giá trị là rất là đắt đỏ các bạn. Còn đây, đây xin chào các bạn, đây là một chiếc xe mà chú đã sửa cho người ta nha, đang sửa cho người ta. Đó là chiếc xe Bidugen thì các bạn. Các bạn này, coi nè. Chiếc xe này cũng rất là cổ nè các bạn. Xe của tôi một kim so nha. Còn đây là tiệm sửa xe của chú Mã Kim So nè, nó nằm trên đường Ngô Quyền, có cái tên là Mã Kim So nè các bạn. Đây nè. Đó là tiệm sửa xe của chú sửa ở đây được mấy chục năm rồi nha các bạn.